Chào các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng giải bài số 13 nhé. Unit 13, Where's My Book? A. Phonics and Vocabulary. 1. Complete and say aloud. Trong hoạt động số 1, các em hãy cùng nhau hoàn thành và đọc to cho cô nhé. Hôm nay chúng ta cùng làm quen hai âm ch và w. A. Chúng ta có từ ở đâu, dùng để hỏi là từ where. Như vậy chúng ta cùng điền âm w vào các em nhé. B. Chúng ta có cái ghế là chair. Như vậy chúng ta cùng điền âm ch. Cô mời các em cùng lặp lại nhé. Where, chair. 2. Look, read and mat. Trong hoạt động số 2, các em sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh, đọc và sau đó nối. 1. Chúng ta có từ poster. Poster là tấm áp phích đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ nối với bức tranh B. 2. Chúng ta có chair. Chair là cái ghế các em nhé. 2D. 3. Coat. Coat là áo khoác. 3A. 4. Chúng ta có từ ball. Ball là quả bóng đúng chưa nào? 4C. 5. Bed. Bed là cái giường các em nhé. 5F. 6. Chúng ta có từ picture. Picture là bức tranh. 6E. 3. Do the puzzle. Trong hoạt động số 3, các em sẽ cùng nhau làm ô chữ nhé. Chúng ta có 6 bức tranh tương ứng với 6 ô chữ. 1. Chúng ta có áo khoác là coat. Coat. 2. Chúng ta có cái ghế là chair. Chair. 3. Chúng ta có từ bức tranh là picture. Picture. 4. Chúng ta có cây bút là pen. Pen. Và số 5. Chúng ta có cặp sách là bag. Bag. Số 6. Chúng ta có tấm áp phích là poster. Poster. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần B. Sentence patterns là phần mẫu câu các em nhé. 1. Read and match. Trong bài tập số 1, các em sẽ cùng nhau đọc và nối cho cô. Các em sẽ nối những từ ở cột bên trái tương ứng với những từ ở cột bên phải để tạo thành một câu hoàn chỉnh nhé. Nào, 1. Where is? Các em để ý cho cô nhé. Chúng ta có hai câu là where is và where are. Như vậy, is là đi với danh từ số ít, đúng chưa nào? Danh từ số ít thì sẽ không có chữ sờ đằng sau. Và đây là câu hỏi. Như vậy chúng ta có the book là câu hỏi và the clothes là dấu chấm hỏi. Như vậy đối với động từ is, chúng ta sẽ đi với danh từ số ít không có chữ sờ. Như vậy chúng ta sẽ nối với cái câu C là the book. Các em nhớ nhé. Rồi như vậy câu số 3 đáp án sẽ là where are. Như vậy số nhiều thì chúng ta sẽ nối với the clothes, đúng chưa nào? Rồi tương tự chúng ta có từ it là đi với danh từ số ít các em nhé. Đó là cái từ gì chỉ có một cái. Như vậy it thì chắc chắn sẽ đi với động từ is, đúng chưa nào? Như vậy 2D, 3A và 4B, they thì sẽ đi với động từ to be là are. Các em nhớ cho cô nhé. It thì đi với is và they thì đi với động từ are. 2. Match the sentences. Trong bài số 2, các em sẽ cùng nhau nối các câu trả lời tương ứng với các câu hỏi nhé. 1. Chúng ta có Is this your poster? Đó, đây là tấm affiche của bạn phải không? À, đây là câu hỏi yes, no đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ trả lời yes hoặc là no. Đây chúng ta có câu yes it is và no they aren't. Các em để ý cho cô nè, ở đây có chữ is. Như vậy chúng ta sẽ tìm câu trả lời là is các em nhé. Chỉ số ít. Như vậy 1 chúng ta nối với B. 2. Where's my coat? Where's là viết tắt của từ where và từ is. Cái áo khoác của mình ở đâu? Như vậy đây là câu trả lời.
Chúng nằm ở đâu nào? Chúng ta có is on the bed và there on the table đều chỉ về vị trí. Tuy nhiên chỗ này where is thì chỗ này cũng phải là it is, đều là is với nhau. Như vậy to chúng ta sẽ nối với C. 3. Are these your books? Đây là những cuốn sách của bạn hả? Chúng ta có từ are these là câu hỏi yes hoặc là no. Như vậy chúng ta sẽ nối với câu đi đúng chưa nào? No. Ở đây là are thì chỗ này cũng là are. Và câu cuối cùng chúng ta sẽ nối với A. Where are my photos? Những bức hình của mình ở đâu? They're on the table. Chúng ở trên bàn. 3. Put the words in order, then read aloud. Trong bài tập số 3, các em sẽ cùng nhau sắp xếp những cái từ theo đúng trật tự và sau đó đọc to lên nhé. 1. Chúng ta có, đây là câu hỏi, đúng chưa nào? Câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa cái từ where này ra trước. Where are, đúng chưa? Where are the chairs? Những cái ghế ở đâu? 2. Chúng ta có, đây là câu khẳng định, câu trả lời bình thường. Như vậy chúng ta sẽ đưa cái từ they này ra trước. They thì sẽ đi với động từ là are, đúng chưa nào? They are near the bed. Chúng thì ở gần cái giường. 3. Đây là câu hỏi. Như vậy chúng ta đưa cái từ where này ra trước nhé. Where is, đúng chưa nào? Where is the coat? Áo khoác nằm ở đâu? Và đây là một cái áo khoác cho nên chúng ta dùng where is các em nhé. 4. Is behind it the door? Và đây là câu khẳng định. Như vậy chúng ta đưa cái chủ ngữ ra là từ it. It sau đó đi với động từ là is cộng với vị trí. Nó nằm ở đằng sau cái cửa. It is behind the door. Cô mời các em cùng lặp lại nhé. 1. Where are the chairs? 2. They are near the bed. 3. Where is the coat? 4. It is behind the door. C. Speaking. Chúng ta cùng qua phần nói các em nhé. Look, read and reply. Các em sẽ nhìn vào bức tranh, đọc và sau đó trả lời. A. À, where is Peter? Peter ở đâu? Như vậy các em có thể thấy Peter đang ở trong phòng ngủ đúng chưa nào? Như vậy chúng ta trả lời. He is in the bedroom. B. Where's the photo? Bức hình đang nằm ở đâu đây? Good. It is on the table. Nó nằm ở trên bàn. C. Where are the balls? Những quả bóng đang nằm ở đâu đây các em? Đúng rồi. They are under the bed. Chúng nằm ở dưới giường. D. Where's the map? Cái bản đồ đang nằm ở đâu? Good. It is on the wall. Nó nằm ở trên tường. D. Reading. Chúng ta cùng sang phần D là phần đọc nhé. 1. Look, read and match. Phần 1. Nhìn, đọc và nối. Where's the coat? Hãy trả lời câu hỏi áo khoác nằm ở đâu? Chúng ta có 3 câu trả lời tương ứng với 3 bức tranh. 1. It's under the table. Chúng ta có giới từ under là chỉ ở dưới các em nhé. Như vậy, 1C. 2. It's on the table. Chúng ta có từ on là ở trên. Như vậy, 2A. 3. It's next to the table. Nó nằm ở gần cái bàn. Next to là bên cạnh hoặc là gần các em nhé. 3B. 2. Look, read and write. Trong bài tập số 2, các em sẽ cùng nhau nhìn vào, đọc và sau đó viết. Đây là bức tranh đúng như nào? Chỉ phòng ngủ. This is my bedroom. Đây là phòng ngủ của mình. There is a bed. Có một cái giường .. trong phòng. Như vậy trong chúng ta sẽ dùng giới từ là in. There is a table too. Cũng có một cái bàn. There are two chairs .. the table. Có hai cái ghế như thế nào với cái bàn? Đúng rồi, hai cái ghế thì nằm ở gần bàn. Như vậy chúng ta điền từ near. There are some books .. the bed. Có một vài cuốn sách thì như thế nào? So, trên bàn đúng chưa nào? À không phải, trên giường. Như vậy chúng ta có từ trên giường là từ on, là trên. There are some balls .. the table.
những quả bóng bàn. Như vậy những quả bóng thì đang nằm dưới cái bàn. Chúng ta có từ ở dưới là under. There is a poster blah 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 the wall. Như vậy chúng ta có trên tường, đúng như nào? Trên tường là on the wall. E writing, chúng ta cùng chuyển sang phần cuối cùng là phần viết các em nhé. 1. Look and write. Trong bài số 1, các em sẽ cùng nhau nhìn và viết. Chúng ta có 4 bức tranh tương ứng với 4 đoạn hội thoại ngắn. 1. Where's the? Như vậy, ngón tay đang chỉ tới cái ghế, đúng chưa nào? Như vậy, chúng ta sẽ hỏi, where's the chair? Cái ghế đang nằm ở đâu? Các em có thể thấy cái ghế đang nằm ở gần cái bàn. Như vậy, chúng ta trả lời, it's near the desk. 2. Where's the ball? Cái quả bóng nằm ở đâu? It's under the bed. Nó nằm ở dưới cái giường. 3. Where are the posters? Những cái tấm affix thì nằm ở đâu? Các em nhớ cái từ posters. Tại vì có 3 tấm cho nên các em nhớ thêm chữ sờ cho cô nhé. They're on the wall là nằm ở trên tường. Và where are the coats? Những cái áo khoác nằm ở đâu? Vì có 2 cái áo khoác cho nên chúng ta cũng sẽ thêm chữ sờ sau cái từ coat. They're on the bed. Chúng nằm ở trên giường. 2. Look and write the answers. Trong bài này các em sẽ cùng nhau nhìn và viết đáp án nhé. Where are the coats? Những chiếc áo khoác nằm ở đâu? Chúng đang nằm trên tường, đúng chưa nào? They're on the wall. 2. Where's the chair? Cái ghế đang nằm ở đâu nào? Good. It is near the table. Nó đang ở gần cái bàn, đúng chưa nào? 3. Where's the poster? Cái tấm affix thì đang nằm ở đâu đây? Good. It is on the wall. Nó đang nằm ở trên cái tường. 4. Where are the books? Những cuốn sách thì đang nằm ở đâu? Đúng rồi. Chúng thì đang nằm trên bàn, đúng chưa nào? They are on the table. 5. Where are the balls? Những quả bóng thì đang ở đâu? They're under the bed. Chúng thì ở dưới giường. Các em để ý cho cô nhé. Cái từ there này chính là viết tắt của từ they are. Cho nên các em có thể ghi they are cũng đúng. Và hoặc là there cũng đúng nhé. Tương tự, it is, các em có thể ghi tắt là is cũng được nhé. 3. Write about your things. Trong bài cuối cùng này, các em sẽ cùng nhau viết về những cái đồ vật của các em. 1. Where's your school bag? Cái cặp của các em thì đã ở đâu? It is on the table, là nó ở trên bàn. Where are your notebooks? Những cuốn vở của các em thì nó ở đâu? They are on the table. Chúng cũng nằm trên bàn luôn. Where's your coat? Áo khoác của em nằm ở đâu? It is on the wall, nó ở trên tường. Where are your photos? Những bức hình của em thì ở đâu? They are on the wall. Đây là những câu trả lời các em có thể tham khảo nhé. Ok, như vậy là bài của chúng ta đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhé. Goodbye!